bạn chú ý lượng ra của Neymar nhá. Như bạn có phải thả lỏng tự do người này, thả lỏng tự do này, khởi động một chút này cho mềm mại này, người chân tay thả lỏng ra. Đó, chúng ta bước đến nhẹ nhàng đúng không, tính toán bước đến nhẹ nhàng này. Đấy, vâng, tốt ạ. À, vâng, xin chào bạn. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn động tác lên bóng của Neymar. Động tác của Neymar thì là cái động tác mà nhiều người rất là thích. Động tác nó như này, đúng không? Đấy. Động tác lên bóng như này thì nó sẽ tùy cái tình huống biểu diễn của cầu thủ. Thì như Quang Hải thì người ta sẽ dùng động tác này, người ta hất bóng lên tầm như này thôi. Và người ta đỡ ngực để cho bóng nó dính vào ngực. Và động tác của Neymar thì anh ta hất bóng từ phía đằng trước này ra đằng sau. Và anh ta sút vào gôn. Nói chung là nó tùy từng tình huống của mỗi cầu thủ nhá. Họ sẽ biểu diễn style nó như thế nào. Đấy, thì khó nhất là cái động tác lên bóng. Đấy, động tác lên bóng thì các bạn nhớ là người phải thả lỏng rất là mềm mại này, không được co cứng này. Hai là nhớ động tác này các bạn phải đưa cái mũi bàn chân này này sát vào bóng. Và chính diện tâm nhá, không được lệch. Chính diện tâm này này, không được lệch này. Chân này bước lên và dẫm xuống về phía trước. Đúng không? Chúng ta đưa sát này, dẫm co chân này lên, bước lên phía trước. Đấy. Có thể là nhiều bạn sẽ đứng nguyên như này, dí vào và hất lên như này. Đấy. Nhưng có thể là tôi có thể để bóng tự do là tôi bước đến được. Đấy, bước đến như này, hất lên được. Các bạn chú ý là người này phải thả lỏng tự do, là thả lỏng nghĩa là mềm mại chứ đừng có co cứng mà. Và động tác là nhớ là động tác là phải co chân này, là bước xuống trước cái chân trái này này. Khi mà chúng ta đã đặt được cái chân phải vào giữa tâm bóng, là sát bóng nhất có thể rồi, thì chúng ta phải cái động tác là cái chân trái này chúng ta phải bước lên trước. Các bạn nhớ nhá, còn bạn nào mà thuận chân trái ấy, thì chúng ta làm ngược lại. Đấy, chúng ta bước chân này lên, đúng không? Do tôi là tôi thuận chân phải tôi chỉ làm chân phải thôi. Đấy, các bạn nhớ này, thả lỏng tự do, có thể bước đến này, hoặc là có thể để hoặc có thể đứng để luôn mũi chân vào đây và chúng ta thắt lên, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể bước đến tự do này. Đấy, nó linh hoạt nhá. Bạn nào thích biểu diễn là hất bóng vọt ra đằng sau và đỡ tiếp thì là tùy từng mỗi người. Có người thì hất lên trước này và đỡ ngực. Các bạn chú ý là nếu như các bạn để lệch tâm trái bóng ấy là quả bóng nó sẽ bị văng ra mất. Nó không văng, nó không đi theo cái hướng thẳng đứng nữa mà nó sẽ bị lạng sang bên phía bên phải hoặc bên trái, là do cái mũi của mình ấy, mình đặt sai tâm. Thì là lúc đó rất khó khống chế bóng. Nên các bạn chú ý phải đặt đúng cái mũi vào đúng tâm bóng vào. Không được đặt xa quá như này. Đúng không? Cố gắng làm sao là nhịp nhàng vào. Đấy, động tác của nó thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nên là các bạn cố gắng nhá.
Tôi có một số lưu ý này, các bạn phải là thả lỏng người, tự do mềm mại này, đừng co cứng người này đấy. Và động tác quan trọng nhất ấy là chúng ta phải bước xuống, co chân này này, bước xuống chân này chúng ta chỉ hất nhẹ thôi đấy. Đặt được cái mũi chân này cũng quan trọng này, thẳng tâm này, bước xuống này, nó cũng không có gì khó khăn cả. Nếu các bạn ở nhà cố gắng tập luyện nhá. Vâng, động tác của tôi đến đây là kết thúc. Vâng, xin chào các bạn và hy vọng các bạn sẽ tập được tốt bài tập này nhá. Vâng, chào bạn.